Xin chào cô chú anh chị và bạn đã quay trở lại với blog Nguyễn Văn Thắng.com và đây là kỳ những thu xếp news today. Thì chúng ta đã vừa thấy có những cập nhật mới nhất của AV hay là Avivare đã kết hợp với Bikonomi. Thế thì cũng có một số anh chị cô chú cũng có message cho Thắng hỏi là làm một cái video nói về cái việc kết hợp giữa Avivare với cái Bikonomi này đi. Thế thì để chúng ta hiểu hơn về cái việc sự kết hợp này nó sẽ mang lại cái gì thì đơn giản là chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời cái câu hỏi cái Bikonomi là gì, đúng không ạ? Thì về Bikonomi á, nó là cái dự án giao thức chuyển tiếp đa chuỗi trong không gian blockchain, nền tảng cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng DApp dễ dàng hơn và cách đơn giản hóa trải nghiệm dịch vụ người dùng cuối. Thế thì cũng có rất nhiều những cái dự án nó cũng đã và đang làm giống như là Bikonomi. Tuy nhiên Bikonomi nó có một cái đặc điểm đó là nó được hỗ trợ và nó được list lên trên sàn Binance rồi. Và nó cũng là một trong những cái dự án mà được tài trợ bởi cả Binance nữa, cho nên là về mặt uy tín rõ ràng chúng ta thấy rằng Bikonomi nó có một cái gì đó nó mang tính có niềm tin. Nếu như sau này Avive mà được list sàn thì cái tỷ lệ mà nó được quan tâm, nếu như cộng đồng nó lớn thì cái được được list lên sàn Binance là cũng rất là cao, bởi vì là nó có hỗ trợ bởi Bikonomi, một trong những cái dự án con cưng của Binance. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái công nghệ của Bikonomi. Thì với công nghệ Bikonomi thì nó tích hợp các công nghệ hiện đại hơn để đơn giản hóa quá trình giao dịch, bao gồm các cầu nối giữa các cái chuỗi khác nhau, quản lý phí gas, cung cấp các cái SDK API. Thì để giải thích cho cái SDK API này thì nó sẽ phù hợp hơn với các cái nhà phát triển. Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng ra là nếu như bạn có một cái ý tưởng nào mà bạn muốn đưa vào trong cái hệ blockchain thì bạn phải cần có một cái SDK, và bạn muốn lấy dữ liệu theo thời gian thực từ cái blockchain này ra cuộc sống thì bạn phải cần cái API. Đại loại là như vậy. Thì ngoài ra Bikonomi còn mang đến những cái tính năng hiện tại được tối ưu như giao dịch không cần phí gas, có cả chuỗi chéo, cross-chain và chuyển tiền tức thì. Đó, ý đại loại là cơ bản thắng hiểu đây là giao dịch dễ dàng với các cái chuỗi khác nhau, phí gas thấp hoặc là gần như không cần. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về mục tiêu của cái Bikonomi. Thì với cái mục tiêu của Bikonomi á, thì nó đơn giản là đơn giản hóa trải nghiệm giữa Web 3 và Web 2, giống như những gì mà Avive đang mong muốn, bởi vì Avive nó đang xây dựng một cộng đồng Web 3 và nó muốn người dùng Web 2 đi vào Web 3 một cách đơn giản nhất. Vì vậy nó kết hợp với Bikonomi, và Bikonomi là một cái dự án nó cũng có cái mục tiêu tương đồng, đó là đơn giản hóa Web 3 giống như trải nghiệm của Web 2 mà rõ ràng chúng ta không cần biết quá nhiều về mặt công nghệ. Đó là cái điều quan trọng, cái mục tiêu chính của Bikonomi. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu thêm với cái tiện ích nổi bật, cái này rất là quan trọng, chúng ta cần quan tâm. Về mặt tiện ích nổi bật ấy, thì chúng ta có SDK và API, Plug and Play. Thì để tìm hiểu chi tiết thì nó là những cái sản phẩm cốt lõi của Bikonomi và đều có các API và SDK Plug and Play. Việc này sẽ giúp nhà phát triển dễ dàng tạo DApp, cũng giống như Thắng đã giải thích vừa rồi ấy, là đây là cái trải nghiệm cho người dùng nó vượt trội hơn. Tiếp theo là cái giao dịch không cần phí gas. Thì để đi vào chi tiết thì đây, Bikonomi tận dụng các giao dịch Meta để trợ cấp phí gas và mang lại trải nghiệm giao dịch hoàn toàn không tốn phí gas cho người dùng DApp. Thì nói không tốn thì cũng không chắc, nhưng mà chắc chắn là sẽ tốn một cái phần nào đó, chúng ta sẽ phải lấy từ một cái đơn vị, từ một cái phí nào đó để bù vào cho cái phí không cần phí gas này. Tóm lại là đằng cách nào đó chúng ta sẽ vẫn mất, nhưng mà rất là thấp, giống như là Bitgert nó cũng tạo ra một cái blockchain phí gas rất thấp. Rồi, tiếp theo là nói về cái hỗ trợ đa tiền tệ. Thì ở đây á, là Bikonomi hỗ trợ nhiều token cho phép người dùng thanh toán phí gas bằng chính cái tài sản trong ví của họ. Tức là thay vì bạn sử dụng chính cái đồng Bikonomi Biko, bạn có thể sử dụng bất cứ một cái đồng token, đồng coin nào bạn lưu trữ trong ví của bạn thì bạn đều có thể sử dụng phí gas được. Nên là hỗ trợ đa chức năng. Tiếp theo nữa là về cái giao diện người dùng đơn giản. Thì cái giao diện người dùng đơn giản này thì là cái điều mục tiêu mong muốn nhất, là đơn giản hóa quy trình giao diện với nhà đầu tư đấy. Tóm lại về cơ bản là có những cái mà chúng ta quan tâm như vậy. Và ngoài ra chúng ta còn có một cái nữa, đó là cái đa chuỗi. Thì cái này nó cũng rất là quan trọng, bởi vì là thực tế ra Avive nó là một dự án, và Thắng nghĩ là sau họ cũng sẽ phát triển blockchain Avive thôi, nhưng cái quan trọng nhất là nó để mà nó kết nối giữa blockchain này với blockchain kia nó cần rất nhiều yếu tố. Rất nhiều dự án họ chọn các cái blockchain khác nhau, ví dụ đối với ICE Network họ lựa chọn chạy xây dựng trên cái blockchain layer 1 của Cosmos. Thì Cosmos nó có cái thuật toán không phận Terra Mincore,
cái thuật thuật đó nó đã có cái chức năng là kết nối với các cái blockchain khác rất dễ, tức là theo thắng cảm nhận rằng ai nó sẽ kết nối với bất cứ blockchain nào nó muốn nếu được bởi cái thuật toán thuận Terramin Core. Còn với Bitconomy thì nó sẽ thực hiện kết nối blockchain giữa các chuỗi và sử dụng công nghệ cross chain chuỗi chéo, và nếu như Bitconomy hỗ trợ chuỗi chéo nào thì được công nhận với chuỗi chéo đó thôi. Thắng lấy ví dụ nếu như Bitconomy hỗ trợ chuỗi ETH, chuỗi BSC, chuỗi BNB, ba cái chuỗi đó thì cái token AVPS cũng chỉ được kết nối với ba blockchain đó thôi. Đấy chính là cái vấn đề ở chỗ là nó sẽ bị giới hạn bởi Bitconomy. Đấy là cái điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy với cái AVPS. Nhưng bù lại chúng ta có một cái giao diện người dùng sử dụng dễ dàng. Còn đối với ICE Network thì lại không dễ dàng cho người dùng mà nó chỉ dễ cho người lập trình thôi. Đó là cái sự khác biệt. Thì tóm lại là gì? Chúng ta nói chuyện với nhau với những người cơ bản đầu tư như chúng ta thì chúng ta quan tâm đến trải nghiệm. Thì rõ ràng những cái gì hướng tới người dùng thì rõ ràng vẫn được welcome hơn và người ta biết tới nhiều hơn. Còn chúng ta nói những cái thứ mà tầm vĩ mô quá thì rõ ràng người ta không phải ai cũng có đủ năng lực để hiểu cái điều đó. Tóm lại về cơ bản thì IVVN nó muốn xây dựng một cộng đồng Web3 và nó muốn xây dựng một cái đơn giản nhất, và Bitconomy là một trong những cái dự án nó hướng tới để cộng tác bởi vì nó đạt những cái tiêu chí nhanh gọn lẹ đơn giản đấy, thế thôi. Đấy là cái mà chúng ta quan tâm với nhau. Rồi thì trên đây là tất cả những cái thứ mà chúng ta có thể nói về Bitconomy, cái việc kết hợp giữa AVVM với Bitconomy nó có tác dụng như vậy. Thì nếu như cô chú anh chị và các bạn có những cái comment nào, có những cái ý kiến nào đóng góp thì có thể để lại phần comment section. Và nếu chúng ta thích video thì quên nút like, share và subscribe kênh YouTube, và đừng quên ghé thăm blog nguyenlanthang.com để tìm hiểu thêm những thông tin về đầu tư, đầu tư tài chính, tự do tài chính, kinh doanh online cũng như học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.